Vẫn là cái trụ điện cao thế nha. Vẫn là con thuyền ba màu nha. Vẫn là hai chú cháu Minh Nguyễn HD nha. Những cái hình ảnh rất là quen thuộc với tất cả quý ông bà cô chú anh chị. Nhưng hôm nay lại là một buổi sáng sớm, hai chú cháu Minh Nguyễn đang chinh phục những cái chiếc tàu ngầm đang ở dưới cái áo cầu lãnh này. Minh Nguyễn xin mến chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị đã theo dõi những cái video của Minh Nguyễn HD. Hôm nay từ sáng sớm hai chú cháu đã có mặt ở trên cái hồ cầu lãnh này rồi. Bắt đầu sẽ ra khơi giăng lưới, gửi tới quý ông bà cô chú anh chị những cái thước phim này. Mong quý ông bà cô chú anh chị xem, hãy cổ vũ ủng hộ đồng viên Minh Nguyễn HD nha. Mấy ngoại sáng mấy cái đề ngoại cái đường nó đi cho đúng ngoại chung quen. Rồi đi xíu xẹo thắng rồi kia tí xíu xẹo thắng một cái đây thằng thằng Lan kia. Đây thằng gì không? Hả? Ấy, chú đẩy tè à? Chú đẩy tè à? Còn chào mừng là mình cắm xuống mình ấy không lần kích điện kích gì hết. Đấy sâu quá khoảng 7-8 mét thì được hay? Ừ, này sâu quá sâu. Mấy chục mét. Nói trong mấy trăm mét là kéo được đúng không? Dạ. Trong mét là trong mét không đâu, mấy 20 mét vậy sâu cỡ đó là sao làm.
Trước đó nha. Ừ? Lên trước chuyển xuống. Lên đi. Ghi vô lạnh 38 gói thử. Cái này có miệng chiếc không? Đúng hả? Xa hết rồi hả? Ba đâu rồi? Ba đâu? Hả? Bữa nay chứ có cái gì hả? Nghề này là mình làm rồi. Nghề trồng rau này là mình làm rồi. Đã trải qua mấy năm rồi. Bữa nay không có gì hả? Bữa nay bẻ gì đâu? Bà Tám ơi! Bà Út ơi! Đâu đùa hả? Cá thì nó có trái. Đấy với các bạn. Thu được một đầu đùa này. Trái nhiều nhỉ? Xanh rơn luôn. Út à, đi ra giăng lưới. Lưới hả? Ừ. Nhiều quá. Bữa nay chị có chắc đâu đùa không à? Bà bẻ ra dính ngon hay gì? Giăng chưa? Giăng rồi bà. Đã tưởng sợ nhỏ đất ở đây. Được có. Được nhiều chưa? Được mấy kỳ đấy hả? Mỗi người, mỗi nghề, mỗi nghiệp. Cái này mới lên mà đúng không? Đúng rồi. Cái này chắc hải vụ đâu á, lờ đâu á. Mình mởn luôn. Sánh rơn luôn. Cái lá đầu này này. À. Xin cu ơi. Dạ. Yeah. Hái cái chín cái lá này này về đâu hay không về biệt rung ăn ngon lắm. Cái gì ăn hả? Cái gì ăn? Cái lá đầu này này, đầu đũa này hả? Ừ, lá ăn được không? Cái lá này về luộc lên bắt nó nhồi đá đó là nó này này gọi là lục đồ đó. Ngoài ngoài chủ là cái đầu ngày xưa là cái đầu đén á, đầu đén á là bắt đầu hái về rồi là luộc qua một cái rồi nhồi rồi ăn. Mà cái mốt này trồng tốt quá trời đó. Hải vụ đâu hả? Đâu? Bữa nay mới hải bữa đầu tiên hả? Ừ. Được mấy ký? Biết không? Khoảng mấy ký? Giờ mới hải vào đâu nhiêu? À, Thái ơi. Dạ. Xin chú nắm này hái mỗi cái một lá thôi. Cái đầu này hái bớt lá nó mới ra trái.
Chứ con mà nếu mà để lá nhiều là trái nó ra ít lắm. Hả, thế này về luộc ăn. Đây bên này non này. Đúng rồi, người ta lấy con biết không? Người ta trồng cái này là người ta lấy cây á, lấy rối á. Người ta đập trải bớt lá là một, thứ hai nữa là cái mấy cái ngọn á. Mấy cái ngọn này người ta phải hắn bớt thế này để cho nó ra trái này. Nó ra nhiều cành á. Chú trông chú biết mà. Hai cái lá này về luộc lên. Về luộc lên ăn. Cây này mà tí nữa biết không? Tí nữa ra là kéo được vớt lưới lên được cá này, về kho tiêu lên. Luộc xong hả? Xong rồi luộc lên cái này lên chấm. Đỉnh của chóp luôn. Dạ. Ba nói sao? Đi đâu? Đi đâu? Lâu rồi ba còn lên nhà con đâu? Ăn ngộ ngộ. Dạ. Hai cái ngựa hả? À. Có chứ, lâm mộc cũng có cái gì? Cái người chán để dán lên. Phải to, nó cái cỡ nó nhiều mà nó làm được. 5 tấm dán lên. À. To cái cỡ cho nó làm hai cái người giờ cỡ nhiêu tiền? Cỡ nhiêu tiền phải chúng coi giá biết. À, hai đi, hai đi, hai tới đi. Tao nói thiệt, ba giờ không có tiền, người ta hỏi trước. Chứ để nhiều khi mất làm. Được thì làm, được thì để tao trúng mùa đúng không? Chính xác, chính xác. Đúng. Cái gì cũng phải hỏi trước. Chứ không là mất công lắm đúng không? Ừ. Mắc rẻ với là này kia. Đúng, chính xác. Lâu nay khỏe không? Lâu nay có khỏe không? Khỏe tốt rồi. À. Lâu nay có ông nào tới không? Thiếu gì ông ta là nói gì dọn bồ là nhiều lắm á. Bồ là nhiều đó. Phong hồi nay làm gì? Phong đi làm mai. Ừ. Bán thuốc nam hả? Bán ở đâu? Này chắc cũng phần dữ lắm ha ngon. Đây cũng thuốc nam mới được xanh đen gì nè. Thuốc nam thuộc lắm á. Ừ. Cái đất đây đâu thấy ông chơi kiểu này là ông cũng tay nông dân giỏi. Làm mày giờ mày lên mày lo mày dán mày tính với tao đi là cân như vậy. Hả? Dưới ông già bà già em cũng trọng đụng cái đoàn bông này dữ trời lắm chứ mà. Đất ở dưới nó ngon cái này nhiều. Dán bằng gõ mà nó hơi xấu xấu. Dưới quê thì nó bữa nay lâu lắm đấy, bữa nay mới có thu hoạch hả? Cái bà cụ này thì có lẽ ông bà cô chủ biết rồi. Hôm trước ông bà cụ bà chia sẻ cái video mà cái diễn từ thân á, diễn máy á, là bà cụ đó đấy. Mà được ra chỉ là nhiều người yêu quý. Video đó cũng được cả ngàn lượt xem. Rồi, hôm nay là mình lại đi thả câu thả lưới. Này, ba cụ thì ba là cứ ăn thôi là cứ đi làm vườn thế này với chắn vài ba con bò. Hay ra là ba cụ người ở xóm đấy cũng rất chỉ là yêu mến mình. Mỗi lần gặp thì cũng hay tâm sự. Bây giờ ba cụ là ba đi hái đậu đũa. Làm cái nghề này thì ông bà cô chủ biết không? Mình cũng đã từng làm rồi, làm vườn này vất vả lắm. Không thu nhập thì không bao la, không được bao nhiêu hết á. Mà tiền phân thì nước rồi tiền cây cổ cái này kia là vừa hết à. Mình làm rồi, mình làm 2-3 năm rồi mình bỏ. Sợ quá luôn. Bỏ đây lạ đâu rồi? Bỏ chỗ dép chú á. Bỏ đi lấy cái bọc bỏ đi. Bỏ đi về ta luộc ta ăn. Trứng này cả nhà thoải mái ăn luôn. Đó. Thế là vừa đi kiếm cá vừa đi kiếm rau luôn.
bao ăn sáng đi. Hôi này là ốm người đây bao kiếm bóc bò nhá. Bên này thì có mấy cây mấp hương. Đó. Có mấy cây mấp hương. Đó. Thấy chưa? Mới lên được mấy trái. Cà để đủ thứ luôn. Mùa nào trong mùa đó. Đây. Mới lên mấy trái này. Nó lên chung vậy đó, mồi mặt mồi trái vậy đó. Nhưng mà nó ác nghiệp một cái. Cái con mà cả ông ba biết không? Cái nồi nhà cái này, cái con ông ruồi á. Đây này, mắt trái này, mắt trái này, mắt trái này, mắt trái này. Nhưng mà cái con ông ruồi là nó đầu vào là xong hết. Nó ác thế đấy, khó lầm lắm. Nó chích vào là nó queo giống như các chó thế này thì không có bám chặt chứ được hết đấy. Nó mướp cũng vậy, bâu bí cũng vậy, nó phải trái thẳng như thế này này, như thế này này thì nó mới lấy. Nhưng mà cái đặc điểm mà cái trái cây cái cây nông sản, hàng nông sản này á, nó khác với ngoài Bắc. Ở trong này là chỉ cỡ này là cắt thôi, tức là nó phải có cái vú này á. Đấy, cỡ này là phải cắt rồi, nhưng mà nó phải có cái gọi là cái rốn này này thì người ta mới mua. Đấy, còn con ở ngoài Bắc á, là để cho nó già, cho nó to, cho nó bự ký. Chứ ăn sơ, mướp là mới non á, nó mới ngọt. Tức là nó chứ dùng cái rốn này là nó mới ngọt. Đấy. Con có một cái đặc điểm là cái bí xanh á, ngoài ta gọi là trái bín á. Trong để cho nó phấn ra trắng êu khi đó mới biết. Nhưng mà trong này như vậy nó không ai mua hết á. Mình lần đầu tiên mình vào mình trồng một gian bí trái quá trời luôn. Thế là cứ để cho da giống như cùng ngoài quê là cái phần trắng á, đứa đó chờ bán tới sáng tối không ai hỏi hết á. Nó cứ hỏi trái gì à? Là ngoài Bắc nó khác, ngoài Bắc là cái bí đó là cái bín đó là bí xanh đó là người ta để cho da rồi người ta biết chuộng là người ta cất để ngày này qua ngày kia đó, khi nào có công chuyện hay là khi nào muốn ăn thì mới ấy. Còn trong này là nó bốn mùa. Thế là cứ bằng cân dao là phải biết rồi, phải có cái núm á, màu đường xanh á. Chứ có hạt á, khi đó mới người ta mới mua. Còn như ngoài mình để cho hạt già rồi là xanh là chua, ăn chua, xào lên chua lắm. Còn trong này ăn kiểu đó ngọt. Nhưng mà nếu mà bà trong này mà để kiểu đó là không ai mua hết á, không bán được. Mỗi nơi nó có một cái nó khác nhau ở chỗ đó. Cái này nó tới nó lấy luôn à hay là mình phải đưa đi bỏ? Chứ giờ ít quá, mới chở qua bên kia nữa. 5 xe hả? Qua bên chỗ trường học, qua bên kia chở. À bên chỗ trường học chứ không phải là 5 xe hả? Không, không có, 5 xe nay nó nghỉ đó. À, mà 3 năm xe hôm nay nghỉ đó hả? Nó giàu lắm, ô 5 xe nay nó nhiều tiền, nó không có làm được này nữa. Giờ tuổi già đấy, họ nghỉ chứ đâu phải nhiều tiền. Đấy, giờ người ta cả trăm, mấy trăm cái nhà trọ mà đi làm chi mà chở đồn trên cái nó cực. Ừ. Đúng không? Người ta hàng tháng là ta lãnh cả trăm triệu mà, ta lấy cả trăm triệu mà làm chi cho nó cực khổ. Ừ. Mình còn khó khăn mình làm. Giờ chỉ còn trong mấy cái đồ đùa này chứ không trong tiếp nữa. Đang làm không kịp à? Không, mà bây giờ đang dọn dẹp á. Đang dọn dẹp để làm hả? Dọn dẹp làm đợi mà hôm đó thấy nắng quá, tứ cũng cực. Ừ. Để chờ mưa xuống cái mình khỏi tứ, mình làm kịp thời nó khỏi tứ. Kêu bà già đây. Nó kêu bà. Không, con nó kìa. À. Con nó tỉnh á. Ừ. Con là trái nào già là bỏ hết hả? Giờ cái này cũng không có già đâu mà mình phát ăn tráng vậy cho nó mềm. À tức là những cái này đưa về cái dục là xong? Ừ, trái này không có, trái này để mình ăn. À. Để mình ăn nhưng mà nó mềm, nó có cho mày nắm vậy. Ừ. Này mình ăn là nó mềm. Ừ. Nhưng mà nó mua là nó mua những cái đồng nón này chứ đúng không? Nó nuôi nhưng mà mình giờ mình để lại mấy trái đó mình ăn luôn. À. Này, giờ người ta bán là để người ta lấy. Bữa nay là này được ký mấy ngàn? Ký là 10 ngàn. Ký 10 ngàn hả? Ký 10 ngàn này để được khoảng 50 ký, 50 ngàn à? Cái này không tới 50 ký. Ờ, 1 ký 10 ngàn, 10 ký 100.
À, nếu mà 50 ký thì 500 ngàn chứ đúng không? Mà cái thôi chưa có. Ừ. Nhưng mà nếu mà cái này mà sáng cắt lên thứ hai. Tầm mấy á? Tầm mấy ký á hả? Ừ. À. Giờ nó chưa giờ gọi là thu bỏi đó đúng không? Ừ, khủng thiệt. Kệ nó, được nhiêu ăn nhiêu. Nhưng mà tính giá tiền thuốc, tiền nước, tiền đồ này kia không không ăn thua đâu. Cực lắm. Ờ cực lắm, con làm rồi con biết mà. Mày thấy mày mặn người năm không? Mày thấy mày có mặn người biết mà. Dạ. Ai không hiểu nhìn vào mê lắm. Nhìn vào thấy thấy trái là mê lắm nhưng mà thực tế. Thấy họ lộn tiền mẹ lắm. Ờ. Mày bỏ ra không. Nhìn tưởng là ngon nhưng không ngon. Bây giờ chẳng có cái gì ngon cả. Mướp hả? Có mướp nữa hả? Bỏ ra là ta không thấy. Mướp mướp trong chỗ nào ta? Bên kia hả? Đó. Đây đây. À. Mày lấy bự ngon. Đó, mướp phải cắt như thế này cả bạn này. Chứ cắt mà như bự quá lắm không được. Đi vào, đi vào, đi vào. Nó đây. Đây, sáng dậy đi sớm này. Vừa ăn cắp cho được hai quả, hai chú cháu hai trái bắp. Giờ đang ngồi khởi. Hai thời tròn ngồi hai góc. Cái nào gì đấy phân gà hả? Bữa nào đều chú vai ba báo được không? Có mà trộn rồi mà. Thì trộn rồi đâu? Cho chứ con gà đâu trộn hết rồi mà. Thì mua phân trộn rồi đâu? Phải làm rau. Mua phân phân ghế về nó chết hết. Nói chung hai chú cháu đang chinh phục mấy con cá ở dưới cái áo này chứ là bự nhưng mà vẫn chưa khai thác được. Bằng gồng rồi đó hả? Bằng gồng cá lóc à, cái con à, con nông nào à, con này hả? À? Ừ. À, ồ cá hả? Ừ, gồng gồng. Ừ. Con nào gọi gì? Cá gồng gồng. Cá đông rông à? Ừ. Đang chinh phục cái áo này có thử khả năng khai thác đến đâu. Cả rất là lớn nhưng mà không dính, nó khốn lắm, đừng là nó tấp như vậy nó không có chạy. Cái này nó phạo quá trời đúng không? Nó quầy quá trời luôn. Nếu cả bạn này, máy bơm nước á, để bơm tưới vườn á, làm mình người là cực lắm, mình làm rồi mình biết, cực lắm, nhất là bơm thuốc, bơm tối ngày, đâu có thu nhập bao nhiêu đâu, nói chung nghề gì cũng có cái dạo nữa hết á, cứ làm cứ trong nghề này bỏ, làm nghề này không được, làm nghề khác là thua. Mình cũng đầu tư rất chi nhiều, làm ăn máu làm giàu lắm nhưng mà không làm được. Tôi xin nhắn mọi người, để con người mọi người mọi nghề mình có làm mười mới rồi nhưng mà ông trời không thương là không được. Dạ dạ cảm ơn bạn. Thái ơi. Dạ. Anh được anh. Ồ, anh nha. Quảng thiệt. Bẻ lại gom bỏ ngay cho chị ăn con. Anh đi anh đi. Thái nổi à. Thế nổi hả? Dạ. Dù anh miếng mày em. Cái này luôn á. Bắp rồi nó xịu. Bao giờ con lấy bao này hả? Bao giờ con lấy bao này hả? Hả? Cảm ơn nha. Cảm ơn bao nhiêu. Bỏ vào trong này để hôi nó về luộc. Luộc chấm mắm. Đó. Vừa đi kiếm được cá, cá thì mới có kiếm được không nhá, kiếm được rau đấy đó. Chiều nay, trưa nay về không có cá là cũng có rau ăn đấy đó. Đi giao à, đi giao muội hả? Giao ngay cho cái sáng Tân Hiệp đúng không?
Do thời lượng phát sóng của video không cho phép, Minh Nguyễn xin kết thúc video phần 1 ở đây. Hẹn gặp quý ông bà cô chú anh chị ở phần tiếp theo của video này. Quý ông bà cô chú anh chị thấy video hay, hãy đăng ký kênh, chia sẻ, like, ủng hộ Minh Nguyễn HD để nhận tiếp phần tiếp theo của video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị. Chúc quý ông bà cô chú anh chị một ngày mới tràn đầy niềm vui. Cái hãng con kỳ nhỉ.